chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đua khung carbon, khung càng carbon đến từ thương hiệu của Ý, Java Piroti. Chiếc xe được trang bị bộ group của 105 các bác nhé. May ơ cối đổ bạc đạn. Còn bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, như các bác thấy thì tông màu chủ đạo của chiếc xe là màu đen. Điểm nhấn là màu hồng của chữ Java và Firoxi. Khung vân carbon này các bác. Nổi trên khung xe. Nổi ra khung vân da rắn. Khung carbon các bác nhé. Vân carbon này chạy hết trên khung xe. Em đánh giá chiếc xe này mới trên 90%, kích thước còn rất là tốt các bác nhé. Bộ khung rất là đẹp, dòng Firoxi này khung rất là đẹp rồi, khung ký động học cho tối giản nhất sự cản của gió, các bác đi lướt và nhanh hơn. Giá bình nước về sau xe rất là đẹp. Dây âm sườn cao cấp, xe cao cấp thì đi dây âm sườn. Cọc yên và yên đều nguyên zin theo xe các bác nhé. Yên của DK. DK một hãng làm phụ tùng độc quyền của Java. Khung xe có một cái tem. Đây là yên thẳng vào khung luôn. Carbon Advanced Nano. Khung carbon công nghệ Nano. Có chữ ký của nhà sản xuất đây nào cận đây. Em nghĩ đây là một chữ ký của nhà sản xuất hoặc kỹ sư mà thiết kế lên chiếc khung này. Một chữ ký đây. Các bác thấy cái máy cối nổ rất là to. Phía bên trên đây thì là vi đông cổ cốt của DK nguyên zin theo xe. Bộ tay quấn hiệu khá đẹp thôi nhé. Các bác không thích màu hồng thì có thể thay sang màu đen. Khi mua xe các bác thể yêu cầu với em sẽ thay. Đây cuốn này sang màu đen. Nghĩ màu hồng này thì rất hợp với tông màu chủ đạo của xe. Tạo điểm nhấn. Đầu xe có kim của Java. Biểu tượng của hãng Java. Sẽ được sử dụng bộ tay lắc cao cấp của Siro 105. Xe đã qua sử dụng, không tránh khỏi cái xước này mà vẫn giữ được, còn rất tốt các bạn nhé. Tay lắc bên đĩa. Xe 22 tốc độ các bạn nhé. Xe 11 lít và 2 đĩa 22 tốc độ. Phía bên dưới này là càng carbon nguyên zin của Java. Các
vành nhôm hai lớp của DK. Lốp hiệu Continental. Lốp hiệu còn rất tốt các bác nhé. Em đánh giá chiếc xe lốp này vẫn còn đi rất là lâu. Máy ưa của DK. Xe được trang bị bộ lốp, bộ vành lốp là 700 x 23C. Lốp cơ bản của dòng xe đua. Bên đăng cá Shimano. Cái chủ trước đã nâng cấp lên chiếc xe là một đôi bê ăn cá rất là cao cấp của Shimano đấy. Đùi đĩa trục rỗng của DK. Đứng của xe có size 48 thôi nhé. Còn xe đo lại size xe. Vâng, khung đứng của xe có size 48. Hình ngang là 52 các bác nhé. Của các bác từ 1m6 đứng trên 1m7. 1m73 có thể đi vừa chiếc xe này. 11 tầng lít rất là mới. Phủ đề của 105. Đùi đĩa trục rỗng 2 tầng của DK. Gạt đĩa 105. Đi vào đánh giá chuyển động. Lên lip. Vâng, chuyển động rất là tốt của lip. Chiếc xe top one đến từ thương hiệu của ý. Và tay phải là đùi đĩa 2 tầng, đùi đĩa trục rỗng của DK. Đùi đĩa tay rất là bon, này ơi rất to. Chiếc xe rất là đẳng cấp đến từ thương hiệu của ý TOC Java. Vâng, và em vừa review chiếc xe Java Kiyoshi Carbon đồ 105, đùi đĩa trục rỗng, được nâng cấp lên may bê đan cá các bác nhé. Chiếc xe đang được bán tại cửa hàng em mức giá là 16.800.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975709993 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe, lên YouTube theo dõi anh kia xe đạp và nhấn vào chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những xe đẹp có tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.